VTV Cup tính phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu. Công ty cổ phần tổng công ty truyền hình Cap Việt Nam VTV Cup dự kiến sẽ trình đại hội đồng cổ đông vào ngày 20 tháng 6 tới về kế hoạch phát hành trái phiếu với giá trị 400 tỷ đồng để khắc phục tình trạng mất cân đối vốn đã và đang xảy ra tại VTV Cup. Tại tờ trình về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu, VTV Cup cho biết, để giảm thiểu chi phí sử dụng vốn vay doanh nghiệp đã sử dụng một phần vốn ngắn hạn để đầu tư dài hạn như mở rộng địa bàn kinh doanh, đầu tư nâng cấp, cải tạo hạ tầng kỹ thuật, Hệ thống truyền dẫn phát sóng, tuy nhiên, điều này cũng dẫn đến tình trạng mất cân đối vốn của VTV Cup. Theo đó, cơ cấu về nguồn vốn của VTV Cup trong năm 2016, thời điểm báo cáo là 31 tháng 12 năm 2016, nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn là 314,4 tỷ đồng, đến 31 tháng 12 năm 2017 là 398 tỷ đồng, đến 30 tháng 6 năm 2018 là... 490,1 tỷ đồng và đến 31 tháng 12 năm 2018 là 373,8 tỷ đồng. Cụ thể, cơ cấu về nguồn vốn của VTV Cup trong năm 2016, thời điểm báo cáo là 31 tháng 12 năm 2016, theo đó nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn là 314,4 tỷ đồng, đến 31 tháng 12 năm 2017 là 398 tỷ đồng, đến 30 tháng 6 năm 2018 là 490,1 tỷ đồng và đến 31 tháng 12 năm 2018 là 373,8 tỷ đồng. Cơ cấu về nguồn vốn của VTV Cup trong năm 2016, 2017 và 2018. Công ty này cho biết đã giải quyết bài toán mất cân đối vốn bằng cách tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp để thu hút thêm nguồn vốn đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, do quá trình cổ phần hóa bị kéo dài, một số nhà đầu tư chiến lược còn cân nhắc, việc đưa cổ phiếu lên sàn bị chậm lại nên hiện tại. Vốn chủ sở hữu vẫn chưa tăng. Hiện công ty vẫn đang tiếp tục làm việc để mời gọi các nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần. VTV Cap cho biết, để giảm tình trạng mất cân đối vốn công ty sẽ phát hành trái phiếu không chuyển đổi, với mục đích làm tăng quy mô vốn phục vụ hoạt động kinh doanh thông qua chi trả trực tiếp cho các khoản phải trả ngắn hạn hiện có, các khoản phải trả đến hạn và phát sinh. Theo đó, về loại trái phiếu phát hành là trái phiếu không chuyển đổi và không kèm theo chứng quyền, phương thức phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư. Không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo phương thức đại lý phát hành trái phiếu, đồng tiền phát hành và thanh toán là VND. Số lượng đợt phát hành sẽ thực hiện làm nhiều đợt, đảm bảo thời gian phát hành của từng đợt không được kéo dài quá 90 ngày và đợt cuối tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày phát hành đầu tiên của đợt phát hành đầu tiên. Giá phát hành là 100% mệnh giá. VTV Cap cho biết, mỗi trái phiếu có mệnh giá là 1 tỷ VND, tổng khối lượng trái phiếu là 400 trái phiếu tương đương 400 tỷ đồng, được phát hành nhiều đợt, đảm bảo thời hạn mức lãi suất cụ thể giao cho chủ tịch hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở thương lượng với nhà đầu tư tại mỗi đợt phát hành